thế là thầy có ghi cho mình. Bây giờ mình có gắng tập, tập ăn trú cho nhiều dưỡng rồi mới thì sẽ cho chuyển qua bên tứ niệm xứ. Vì vấn đề mà khi mà ăn trú được rồi mà chuyển qua tứ niệm xứ đó là một giai đoạn khác rồi nữa. Chuyển qua tứ niệm xứ là một giai đoạn tu tập khác, gắt gao hơn, khó khăn hơn, nghĩa là mấy con phải chấp chặt mình trong cái kỷ luật hơn, nghĩa là đập cư trọn vẹn, không được đi tới đi lui, thất của mình ở, khi mà đi khất thực về là thất của mình ở, và đồng thời không có ăn chung với chúng, không sinh hoạt với chúng nữa, nghĩa là hoàn toàn mấy con sống độc cư, độc bộ, độc hành, nghĩa là qua cái giai đoạn mà tu tập tứ niệm xứ, an trú xong rồi mà chuyển qua tu tập tứ niệm xứ là mấy con sống đời sống khác, biệt lập, nghĩa là không có sống chung với mọi người, chỉ có một mình sống ở trong thất, một bóng một hình của mình thôi, không được mà đi ra tiếp duyên nói chuyện người này kia, bởi vì qua giai đoạn tứ niệm xứ là nó thuộc về chánh niệm, nó không còn tà niệm, nó không còn tiếp duyên ra ngoài, đó là cái giai đoạn quyết định cuộc đời tu có chứng đạo hay không chứng đạo, là cái nơi chỗ tứ niệm xứ. Thì mấy con nhớ bây giờ mấy con tu tập mấy con còn tiếp duyên chứ cái chừng đó mấy con còn tiếp duyên nữa thì thôi uổng công mấy con tu tập tứ niệm xứ, chứ không phải là tứ niệm xứ muốn tu tập. À, muốn nói cái tên nó là mấy con nói chứ thì thật ra mấy con đâu phải là lúc nào mấy con tu tập được tứ niệm xứ đâu. Cái người không biết tứ niệm xứ thì mấy con nói là tôi tu tứ niệm xứ thế này thế khác được, chứ cái người ta hiểu biết pháp tứ niệm xứ mà thấy cái kiểu cách của mấy con nói chuyện hoặc là tiếp giao này kia nọ thì người ta biết mấy con chưa biết tứ niệm xứ. Cho nên sáng tập sau này thì khi mà vào tứ niệm xứ rồi á thì đương nhiên là con không còn ở trong gia đình nữa, phải đi tới, cho nên vì vậy mà chỉ còn sống độc bộ, độc cư, độc bộ, độc hành, thì chỉ có nước mà ra cái khu vực của thầy đang xây dựng cho mấy con đang tu tập để đi tới thôi, nghĩa là tới đó rồi thì mấy con chỉ còn một bóng một hình ở trong tháp của mình, không được tới cái tháp ai, không được tiếp duyên ai, ở đó thầy cho ăn cái gì thì ăn cái nấy, không còn mà gia đình cung cấp cái này cái kia cái nào gì được. Nghĩa là sau cái thời gian tu tập tứ niệm xứ phải đi phải chứng đạo, phải đạt được cái kết quả rút ráo của cái con đường tu của mình, bởi vì pháp tứ niệm xứ mà Đức Phật ở trong kinh nhắc lại cho mấy con nghe cái bài kinh mà tứ niệm xứ Đức Phật pháp độc nhất, cái pháp độc nhất người ta được tưởng là cái pháp độc nhất đó, hầu hết là người ta hiểu cái chữ độc nhất của cái pháp đó là người ta hiểu sai. Hầu hết là mấy người mà viết về kinh tứ niệm xứ mà thầy cũng nói ra cái gì đặc hội sao, họ tưởng độc nhất là chỉ có cái pháp tu này độc nhất chứng đạo, nó không phải đâu, nó phải tu nhiều pháp cho đến cái pháp mà tứ niệm xứ là cái pháp cuối cùng chứng đạo, nó độc nhất chứng đạo chứ không phải nó độc nhất một mình nó tu mà chứng đạo được. Cho nên người ta nghe pháp độc nhất chứ người ta ôm cái pháp tứ niệm xứ người ta tu, trong khi tứ chứng cần không tu này, giới lực không tu này, mà ôn tứ niệm xứ mà tu sao được, con hiểu. Cho nên cái chữ độc nhất ở trong kinh mấy con tưởng là đó có cái pháp duy nhất đâu, không phải. Nếu mà cái người nào mà không qua được tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng đạo, cho nên nó độc nhất là phải đi qua cái lộ này. Cho nên trong bát chánh đạo các con thấy cái chánh niệm là cái lớp thứ bảy, mà cái lớp thứ bảy nó thuộc về tứ niệm xứ, mà còn tất cả các cái lớp khác từ chứng kiến cho đến chánh tinh tấn không tu làm sao mà đi vào được cái lớp này mà gọi nó là pháp độc nhất, các con hiểu. Cho nên cái chữ độc nhất ở trong kinh tứ niệm xứ là hiểu phải đi qua cái ngã này, cái độc nhất này, nếu mà không qua được cái lớp tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng đạo, nó không chánh niệm thì làm sao chứng đạo được, các con hiểu. Cho nên vì vậy khi mà ở trong bài kinh nó dùng cái chữ độc nhất đó, thì thấy nó làm cho người ta hiểu lệch, hiểu lệch, thì do đó người ta cứ nghe cái pháp tứ niệm xứ mà ôm vô tu, chứ không ngờ rằng từ cái lớp chứng kiến cho đến chánh tinh tấn là tứ chứng cần họ không có tu tập, mà họ muốn vô tứ niệm xứ rồi, nhưng mà không theo cái chữ độc nhất có nghĩa là không qua được cái lớp tứ niệm xứ này thì không bao giờ nhập được chánh định. Các con có hiểu gì không? Đức Phật không nói mà không qua được cái lớp tứ niệm xứ này thì không bao giờ chứng đạo,
Bởi vì cái tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. Mà không ở trên cái pháp tứ niệm xứ này thì không thể chứng đạo. Nó đồng nhất là đồng nhất chỗ đó, chứ không phải nó duy nhất. Nó duy nhất có cái pháp tứ niệm xứ. Mình tu cái duyên con pháp đó thôi thì nó chứng đạo, thì không, Đức Phật không có ý nói như vậy. Cho nên đọc kinh tứ niệm xứ, người ta hiểu chỉ đọc nhất một cách rất là mơ hồ. Người ta cho nó là cái pháp duy nhất, chứ quên rằng trước khi muốn vào được tứ niệm xứ, biết bao nhiêu pháp để mà chúng ta tu tập 37 phẩm tự đạo. Người ta như vậy, tứ niệm xứ là đọc nhất rồi thì duy nhất không còn pháp nào, thì 37 phẩm tự đạo này Đức Phật biết để ra làm gì đây? Để chơi à? Đừng có nói 84 ngàn pháp môn, người căn cơ này, người căn cơ kia để tu để chứng đạo. Không phải chương trình giáo dục đào tạo để một người chứng quả là phải đi qua luôn cả 8 cái lớp này. Anh không có nhập vào chánh định của đạo Phật thì định của anh là tà định, chứ không phải là chánh định được. Bởi vì chánh định chỉ có tứ thánh định mà thôi. Mình không hiểu được như vậy mình mới biết được con đường của đạo Phật. Nó đã có một cái đường lối rất là rõ ràng cụ thể. Nó là cái chuyên lý đạo đế rồi. Nó là cái chương trình giáo dục để hướng dẫn chúng ta chứng quả giải thoát hoàn toàn bằng cái đường lối rất cụ thể. Cho nên từ chứng kiến cho đến chánh định rất rõ ràng. Vì không, chúng ta ôm cái lớp mà chánh niệm chúng ta cho nó là đặc nhất thì thử hỏi mấy cái lớp kia Đức Phật để làm gì đây? Thì thôi, nếu mà nó được cái pháp đặc nhất như vậy thì đưa nó ra thôi để chúng ta tu pháp này thôi. Còn bài đặt chứng kiến chứng tư duy làm gì? Ông Phật cho mình nhiều chuyện vậy. Cho nên cái hiểu chúng ta phải hiểu cho đúng cách. Thì ông Phật đâu phải là người nói qua nói lại. Pháp nào cũng đặc nhất hết. Mà tôi cuối cùng không thấy ông nào ra được gì hết. Mình hiểu sai đặc nhất cái chuyện đặc nhất đó. Chứ mình phải hiểu nó ở trên cái đặc nhất đó là phải đi qua cái lớp đó. Mà không qua được cái lớp đó thì không thể nào đạt được kết quả. Cho nên chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà phải chuẩn bị cho mấy con để đi vào tứ niệm xứ. Mà đi vào tứ niệm xứ phải đạt được cái kết quả như thế nào? Vọng tưởng phải hết. Đó là đây. Hôn trầm thì nhiên phải sạch mới bước qua tứ niệm xứ. Thì các con thấy từ cái chánh tinh tấn của đạo Phật ở trong bát chánh đạo thì ngoan ác diệt ác ly dục ly ác pháp, thì cái pháp tứ tinh tấn nó phải diệt được sạch thật sạch rồi thì nó mới đi vào cái chánh niệm, tức là tứ niệm xứ mới được. Còn ở đây thầy dạy cho mấy con nhiếp tâm để an trú để đạt được thì đâu phải là một cái chuyện dễ đâu. Cho nên thầy cẩn thận kiểm tra mấy con rất kỹ. Một khi mà còn một cái chút xíu mà rút một chút xíu thôi là không được, còn một trạng thái tưởng là không được, chứ đâu phải dễ đâu. Thầy kiểm tra rất kỹ. Cho nên con về tập là kỹ lưỡng đàng hoàng. Thầy sẽ sau khi mà được thầy sẽ giúp vào lìa khỏi gia đình ngay tức khắc, như một cư sĩ đã xả bỏ hết cuộc đời nếu muốn đi tới. Còn nếu không thì nên sống đạo đức, sống đối với gia đình của mình đạo đức nhân bản nhân hòa, sống không làm của mình của người tới đó thôi, không tu tới nữa được. Nghĩa là coi như là con chỉ ở trong tứ chúng cần ngăn ái diệt ái sanh thiện tăng trưởng thiện, sống như mọi người bình thường, nhưng mà có ái khá tác động vào thân tâm không được, là vì mình có tư kiến xả nó. Đó là cái giai đoạn của người cư sĩ. Còn qua cái giai đoạn của người cư sĩ để đi đến cái giai đoạn của người tu sĩ thì phải hoàn toàn phải sống biệt lập, hoàn toàn để bước vào tứ niệm xứ. Các con có nghe pháp tứ niệm xứ, Đức Phật nó phải chọn một khu yên tĩnh, rồi phải ngồi thiền dẫn thân mình ngồi thẳng ở ngoài hoàn toàn. Còn bây giờ mấy con ngồi thiền mà tu tứ niệm xứ mà ngồi thiền dẫn thân thẳng chút xíu là gục tới gục lui rồi còn gì thẳng, thì đó là không mấy con tu được. Cho nên ở đây thầy kiểm tra rất kỹ, không có còn mà hôn trầm thì nhiên xen vào suốt trong 30 phút. Vậy mà khi mà đến mà được ở gần bên thầy, thầy còn kiểm tra mấy con thật kỹ hơn nữa. Đâu có để mấy con còn xen một niệm nhỏ mà kẹt, còn xen một cái niệm hôn trầm thì nhiên vào đó được. Bắt đi kinh hành, thật rốt ráo hẳn hoài hoàn toàn cho thuần quen, không còn một niệm hôn trầm thì nhiên, thì thầy mới cho qua được ngồi tu tiến. Có bao giờ mà tứ niệm xứ mà bao giờ mà Đức Phật bảo mình đi không? Không. Ngồi thẳng xin sống chỗ thanh vắng yên tĩnh hẳn ngoài hoàn toàn. Trong kinh tứ niệm xứ dạy rất rõ ràng cách thức để mà chọn lấy cái chỗ ngồi, chỗ tu, cái nơi yên tĩnh hẳn ngoài không được động. Đó thì vậy mới tu tứ niệm xứ.
cho nên mấy con chuẩn bị hẳn hoài, mấy con mới được vào cái khu của thầy. Nơi đó là gom nước từ đâu chứ không được, không được từ chỗ đó mà nấu. Nghĩa là có một khu nấu cơm hẳn hoài hoàn toàn, người ta lo cho đời sống của mấy con Phật tử, họ lo. À, tới giờ họ cho mấy con bữa cơm, mấy con thích thực có bữa cơm thôi, không có gì nữa hết. Và khi mà vào tu tập cái giai đoạn này, thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy là hoàn toàn là được kiểm tra y áo, hoàn toàn là ba y một pháp, không được thừa một cái vật gì thầy mới cho vô được trong cái khu đó. Tu sĩ qua như thế hẳn hẳn hoài, các con buông xuống hết, chỉ một đời sống như Đức Phật ngày xưa, như chứng thánh bằng ngày xưa, chứ không còn một cái chút gì phải con thừa, nó cần để dành. Bây giờ không để dành gì hết, chết là chết mà sống là sống, chứ không có để dành gì nữa, chỉ có giải thoát mà thôi. Thầy nói ở đây là nói thật, nói thẳng, chứ không thể được. Bây giờ chúng ta có tăng đoàn rồi, nhưng mà tăng đoàn chúng ta chưa nghiêm chỉnh đâu, chứ không phải là nghiêm chỉnh đâu. Cho nên tới khi mà tới mà được thầy điều tra trở thành một cái tăng đoàn mà thật sự để đi vào tứ niệm xứ rồi, thì hoàn toàn quay như cái hạnh phải đủ, không có được ba y một bát, một cái túi bát đựng cái gì gì cần thiết đều được thầy kiểm tra hết. Người nào thừa là bỏ ra hết, còn muốn những cái đồ này thì đi trở về tu viện này, ở trong này tu tập từ từ, chứ còn không có được vào cái khu của thầy đâu. Coi như là lúc bây giờ mấy con đến với thầy, dù chiếc áo tu sĩ như Minh Điền, vẫn là một tu sĩ như vậy, vẫn là một tu sĩ như vậy, còn nghiêm chỉnh giới luật hẳn hoài, ba y một bát. Một cái áo tà này với hai bộ đồ ngắn thôi, chứ không có mang theo ba bốn bộ được, đủ tắm giặt thay thôi. Rồi kiểm tra và một cái bình bát như tu sĩ, và một cái túi như các con, để đựng những vật dụng cần thiết cho cái đời sống của mình thôi, chứ không được thêm gì cả hết. Đó là những cái tăng đoàn của mấy con. Sau này mà được thầy làm trưởng đoàn thì mấy con sẽ thầy thay đổi toàn bộ. Vào trong đó rồi thì mấy con người nào chỉ lo tu hết, chỉ có thầy điều khiển mấy con mà thôi, chứ không có một cái người nào điều khiển. Bây giờ Minh Độ nó sẽ thay thầy ở ngoài này, nó điều khiển mấy con để giúp cho mấy con để sinh hoạt như nào. Nhưng mà khi vào trong đó rồi thì nó cũng lo tu, chứ nó đâu có phải mà nó ở đó nó đi lo cho mấy con, nó đi sinh hoạt chung cho mấy con đâu. Chỉ có thầy để điều khiển, để hướng dẫn mấy con tu tập. Cho nên vấn đề mà đời sống của mấy con đi là hoàn toàn do sự điều khiển của thầy. Đó như vậy. Cho nên trong khi đó, mặc dù là mấy con đang mặc chiếc áo cư sĩ, đang là cư sĩ, nhưng mà được thu nhận mấy con vào cái lớp mà tu tứ niệm xứ, thì mấy con nhớ rằng mấy con là tu sĩ hết á, chỉ có chiếc áo của mấy con khác mà thôi. Cho nên trong cái lớp của mấy con mà tu tứ niệm xứ, nó có cái phần của người cư sĩ. Thầy không bỏ người cư sĩ, bởi vì cái người cư sĩ người ta chưa quyết tâm cái sự thật ra, chưa muốn mặc cái bộ y áo của các con, nhưng mà người ta vẫn giữ gìn đúng, giữ gìn đúng cái giới luật, cho nên người ta được đạt được cái trạng thái tu tập tứ niệm xứ, thì thầy vẫn cho người ta. Để nói rằng cư sĩ chúng ta tu vẫn chứng đạo, chứ không phải là không chứng đạo, nhưng chứng đạo bằng cách là chúng ta giới luật như người tu sĩ, chứ không phải chứng đạo theo đạo Phật. Mà muốn chứng là bây giờ còn gia đình vợ con, còn nhà cửa, còn của cải tài sản đủ thứ, mà chứng đạo mà sao được. Nó phải giống như người tu sĩ buông mặt mắt thì mới có thể chứng đạo. Mấy con nhớ nè, khi mà vào trong tu viện rồi thì đừng nghĩ rằng tu sĩ ở cư sĩ chúng ta còn gửi tiền trong nhà, rút ra hết hoàn toàn giao cho vợ con, chứ không có được để cái tên đó, mà mai mốt để rút tiền ra thì không được. Nghĩa là coi như mấy con không còn đồng xu dưới nào hết thì mới là được. Nghĩa là bây giờ mấy con còn cư sĩ, mấy con còn gửi tiền trong ngân hàng 500, 300, 1 triệu, 1 tỷ gì được hết. Nhưng mà khi mà thầy cho mà vào cái lớp mà tu tí một tí rồi thì đi ra rút tên hết, tiền bạc rút ra hết, giao cho vợ con hết, chứ không có được mà đứng tên cái gì cả hết. Đất đai này chưa giao hết, hoàn toàn trả bỏ hết, thì thầy mới cho vào ở trong cái lớp tu tí một tí, chứ không thế thì thầy không cho. Nếu còn vật chất thì thầy không cho. Như tu sĩ mấy con bây giờ mà người nào mà còn đất đai nhà cửa, anh em ruộng vườn cha mẹ cho thì về bán sạch hết đi, đợi tu sĩ rồi mà còn hoang cái thứ đó thì không có làm tu sĩ gì được nữa hết. Vật chất tiền của nó không có nghĩa cứu mấy con thoát khỏi sự tính chết của mấy con đâu, mà nó lôi mấy con xuống địa ngục đó.
bỏ cái khác thì mới theo thầy tu. Các con cứ thấy nè, bây giờ tu viện này thật sự có điều khiển, thầy có điều khiển không? Đâu phải là của thầy nữa đâu, thầy đâu có làm chủ trong cái tu viện này đâu. Thầy chỉ là người đi dạy mướn thôi, thỉnh thoảng thầy mới về đây thầy dạy chứ thầy có cái gì nữa. Còn ở ngoài kia thì nhà cửa của cô Trang chứ thầy có cái nhà cửa gì đâu. Còn tiền bạc thì gia đình cô Trang Phật tử cất lên cho mấy con ở chứ thầy có gì. Thầy cũng là người ở đậu thôi, cũng là vô gia đình thôi chứ thầy có gì đâu. Bây giờ người ta đá đất đủ thì đi đâu thì thầy chạy đó chứ thầy có nhà cửa thì nó cũng nhà tôi. Có phải không? Còn mấy con mà đi tu rồi mà còn nhà, còn cửa, còn đất đai thì dẹp hết đi mình tu chứ. Chức gia mấy con cũng sống như thầy, không chùa, không khóc. Bây giờ chỉ là người đi ở đậu. Cho nên bây giờ mấy con nói là chùa, cái tu viện kia ngay là của thầy. Của thầy sao mà thầy ở đậu rồi chứ. Của thầy ít ra thầy mới có cái tháp kia thầy ở chứ. Bây giờ tháp thầy cục đá bỏ đó, thầy không có ngồi để được. Có ai cho thầy ở đó đâu. Có phải không mấy con nói? Đó thì như vậy rõ ràng là thầy hoàn toàn là người không có tài sản, có của cả gì hết. Có cái nhà lợp chợp đó mà phải bỏ đi thôi. Thì bây giờ giao cho mấy con, người nào muốn vô tu được thì cứ tu. Có vậy thôi. Người nào tu được thì vô tháp thầy tu, ở được cục đá nó mát mẻ chứ có gì đâu, tháng này nức nổi. Đó, tập sống như thầy đó. Thầy con về đi con. À, các con thấy chưa? Sống làm sao như thầy, bỏ hết. Có gì hết. Mình vô đây là của tu viện của đàn na thí chủ rồi. Mình có gì hết. Chỉ có cái sự vật dụng của mình là y áo của mình đủ. Ngày mình đi kiếm ăn thôi, không cần gì nữa. Mà ai cho ai cúng dường gì mình đem không phát cho chúng hết đi. Đừng có để đi nó lục đục, nó lén, nó ăn uống bậy bạ, nó còn phạm giới. Mai mốt nó xuống địa ngục còn khổ sở hơn. Nó không biết không, đâu có phải nó đâu có tha mình đâu. Một hành động sai là mình phải chịu lấy cái hậu quả đó. Cho nên phải nghiêm chỉnh với mình. Phải lo cứu mình trong một đời. Thời gian nó không còn dài. Thời gian nó không còn dài. Nếu con cứ ngỡ hôm nay mà chưa hẳn đâu. Hiện giờ trong thân của mấy con biết bao nhiêu thứ bệnh trong đó không? Nó đang nằm lấp ngóc ở trong đó. À, không khéo ít bữa nó liệt tay, liệt chân, nó nằm xuống đó. Thì lúc bây giờ đã ai mà người mà đi đổ thức, đổ đái đứt các con ăn nè. Các con cứ nghĩ đi. Trong khi mình nằm xuống rồi, thì lúc bây giờ cái tay này nó không có dở được. Làm sao mà lấy cái gì mà lấy cơm, lấy chuyện này mà ăn được. Cho nên mấy con phải ráng nỗ lực. Phải nhiếp tâm, phải kỹ lưỡng, phải ngắn ngòi, phải tập đúng như thầy đã dạy. Đừng có nghĩ tưởng theo mình bằng cách mình nghĩ tưởng rồi mình tự tu. Ở đây có thầy dạy. Thầy đã bảo nhiếp tâm là phải có pháp như lý tác ý. Mình tác ý dài hoặc mình tác ý ngắn. Còn quý thầy mới vào tu tập để sinh hoạt thì ở đây thì quý thầy nếu là tu sĩ thì các con sẽ đến gặp sư Minh Độ hỏi về vấn đề sinh hoạt trong tu viện nội quy, thì sư Minh Độ sẽ hướng dẫn dặn cho mấy con để mấy con mình chưa gia nhập được vào tăng đoàn, nhưng mình xin mình sinh hoạt cùng tăng đoàn để cho quen. Thì ở trong tăng đoàn người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ cho mình sinh hoạt chung, để những cái gì mình không biết mình thưa hỏi, để thân mình ở trong các chùa, các tịnh xá, mình quen cái nếp ở trong đó, mình đến mình sinh hoạt theo cái kiểu ở nơi của mình ở, thì như vậy nó không phù hợp. Bởi vì mình đến cái chỗ nào thì mình phải tùy theo cái nơi đó để cho mình sinh hoạt nó phù hợp với nhau, nó hòa đồng với nhau, này nó mới hay. Để thân á, mấy con đến đây nó chơi vơi, không biết là mình đi theo cư sĩ khách thực hay hoặc là đi theo quý sư này khách thực, mà mình ăn mặc cái kiểu này nó lõi chõi, nó kỳ cục, nó khó coi. Mà để mà đi theo cư sĩ thì người ta tóc tai rồi, người ta cũng mặc y áo cũng giống mình, nhưng mà tóc tai người ta lại đầy ở trên đầu hết, thì cái đầu mình lại tròn, không biết làm sao mà sinh hoạt đây, nó ngại ngùng có đủ thứ. Cho nên vì vậy, muốn vậy đó, vì về cư sĩ các con mới đến thì các con nên đến gặp Kim Quang
các con hỏi cách thức sinh hoạt như thế nào thì chuyên quan sẽ hướng dẫn cho mấy con. Còn về tu sĩ thì mấy con gặp Sư Minh Độ hoặc là Thiện Tâm thì hai người đó sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con hòa họp chúng để cùng nhau một sinh hoạt. Và đồng thời mà khi vào đây á thì đương nhiên là mấy con sẽ có sự hòa hợp, thì cái sự ăn mặc chúng ta cũng phải đồng phục. Do đó thì các con đến với cô Út, xin cô Út giúp đỡ. Nếu mấy con không có được những cái y giống như các sư ở đây thì cô Út sẽ tìm cách cúng dường cho mấy con một bộ để cho mấy con sinh hoạt ở trong tu viện. Sau khi mấy con trở về thì mấy con muốn xin luôn cũng được, hoặc là mấy con sẽ trả lại tu viện cũng được. Là vì mình về tuổi trước của mình mà ăn mặc kiểu này thì họ nói hôm nay nó phản thầy phản tổ mất rồi. Có phải không mấy con hiểu điều đó? Cho nên vì vậy mình xin gửi lại. Khi nào mà lo lắng được đủ cái thủ tục giấy tờ thầy tổ chấp nhận thì con sẽ đến và đồng thời xin lại cái bộ y áo này để ăn mặc hòa chúng ở tại tu viện. Đâu nó ra đó, chứ không khéo mấy con ăn mặc lõi chỏ như thế này mà đi trong cái đoàn người ta nói sao mà cái đoàn này nó lũng củng ghê à, ăn mặc không có hòa hợp như thế nào. Bởi vì tăng thì phải hòa hợp, hòa hợp tăng mà hòa hợp từ cái ăn mặc của nó, từ trong cái tinh thần tư tưởng, từ trong cái sự sống hàng ngày, rồi cho đến cái y phục ăn mặc đều nó có hòa hợp chứ nó không thể lõi chỏ. Cho nên khi mà đến thì mấy con cũng nên hỏi thăm cái người mà lãnh ở trong cái tăng đoàn và cái người mà đứng lớp người ta dạy học, thì những người đó người ta có trách nhiệm, người ta hướng dẫn, chứ đừng có đụng ai mình cũng hỏi thì nó lận đận người ta hết. Bởi vì ở trong tu viện của mình lấy cái hạnh phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý nó làm chính, nó làm chính cho sự tu tập của mình. Cho nên vì vậy đó mà mình về cho mình biết cái người hỏi. Do đó thì đầu tiên mấy con đến đây thì mấy con gặp cái người ở nhà khách, tức là cô Út. Sau khi mà hỏi, thưa cô Út, bây giờ đó con muốn con là tu sĩ, con muốn người hòa hợp ở trong cái đoàn của tu sĩ, vậy như hỏi ai, người nào thì cô Út sẽ hướng dẫn chỉ cho mình sẽ hỏi cái người nào. Thì lúc bây giờ đó mình sẽ nhờ cố chỉ cho mình biết mặt nữa, chứ để không nói tên mà không biết mặt đó rồi không biết ông nói là cái mặt ra sao đó, rồi mình đi tìm cùng trong cái tu viện thì nó làm động đi. Mình hỏi rồi cô Út mới dẫn đi đến, mới đưa mình đi đến gặp cái vị sư đó hoặc gặp vị thầy đó, xong rồi giới thiệu nhau để rồi vị sư hoặc vị thầy đó sẽ giúp đỡ mình qua cái sự trình bày của mình. Người ta sẽ giúp đỡ cho mình, nó có một cái chỗ mà hướng dẫn với nhau như vậy nó mới tốt, chứ không khéo mấy con vào nó phải thấy nó chơi dơi không biết rồi sao đây. Rồi bây giờ thôi có hai người thôi, mình cũng đi một đoàn của mình đi thích hợp hai người thôi, thì cái chuyện nó làm nó kỳ cục lắm, nó lạ lùng á. Cho nên vì vậy đó, là tu sĩ thì mình sinh hoạt theo tu sĩ, mà tu sĩ sinh hoạt theo tu sĩ mấy con, nhưng mà mình điều kiện mà mình phải hỏi để cho nó rõ ràng, rồi mình sinh hoạt với nhau để cho nó hòa hợp. Người mới người cũ là ở trong này chúng ta biết, nhưng mà người hoài ở ngoài người ta nhìn vào đó là một cái đoàn thể của người ta, không đoàn thể, không phân biệt mới cũ. Ở đây không phân biệt mới cũ, không phân biệt người họ Tùy Theo mà người họ Sa Di, nghĩa là người nào tu nó cũng như nhau, chúng ta nó bình đẳng như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng cái người tu cao và cái người tu thấp ở trong này, chứ không phải chúng ta không biết đâu. Cái người đức hạnh nhiều và cái người đức hạnh chưa nhiều còn đang tập luyện, chúng ta biết với nhau hết chứ không phải là không biết. Cho nên vì vậy mà cái người nào người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vì cái hạnh độc cư đó, thì mình được trực tiếp với cái người mà trưởng đoàn, và mình trực tiếp với cái người mà giảng viên, người ta đứng lớp người ta dạy, là vì mình hỏi là người ta sẽ hướng dẫn mình, chứ mình đừng có hỏi người này người kia, nó làm động chúng, nó động chúng. Để cho mọi người người ta đang nhiếp tâm, người ta đang nhiếp tâm. Nếu mình hỏi thăm điều này thứ kia, buộc lòng người ta lịch sự, người ta phải trả lời mình, thì người ta bị động tâm. Chỉ có người trưởng đoàn và cái người giảng viên
là cái trách nhiệm họ phải chịu mà thôi, họ phải chịu để hướng dẫn người mới. Bởi vì tu viện thường xuyên có những người mới vào tu tập, mà nếu chúng ta chờ cho họ đến một cái tháng nào, ngày nào mới được vào sinh hoạt tu tập, thì đó là ở ngoài đời người ta hy sinh trong một cái bây giờ muốn mở một cái lớp này, muốn học vào cái lớp này thì người ta cho ngày tháng, thì trong khi đó cái số mà hy sinh đó họ đến ngày tháng đó họ vào họ nhập học, thì ở ngoài đời thì người ta tổ chức như vậy. Nhưng mà tâm đạo chúng ta tiếc cái thời gian lắm, khi mấy con mà đã hiểu được Phật pháp rồi, muốn mình muốn tu chứ mình đâu có muốn bỏ cái thời gian, cho nên muốn đến tu viện để mà tập sinh hoạt. Thì trong những cái giờ phút mà mình sinh hoạt theo, mặc dù nó chưa phải là cái giờ đó là cái giờ người ta tổ chức cho cái lớp học mình, nhưng mình vẫn theo đó mình sinh hoạt trong những cái quan như tế hạnh. Còn vấn đề mà tu tập thì mấy con đừng có nghĩ. Ở đây quý sư quý thầy người ta nhiếp tâm như vậy là rất là thời gian người ta tu tập rất nhiều, còn mình mới vô mình cũng tu tập như người khác thì có chừng mình bị ức chế, mình bị ức chế. Cho nên vì vậy đó, người mới thì đến tu tập bốn cái pháp, nghĩa là thường xuyên chúng ta tu tập bốn cái pháp. Người ta được hướng dẫn mình như Thọ Bát Quan Sát, nghĩa là mình tập cái hình diễn như từ cái pháp thân hình niệm, rồi cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác, rồi cái định vô lậu, cái định sáng suốt, tất cả như thế này người ta dạy cho mình. Trong một ngày một đêm mình phải tu tập bốn pháp này. Còn bây giờ các con nhớ rằng các con là đang tu tập một pháp duy nhất, chứ không phải tu tập như Thọ Bát Quan Sát. Có nhiều người biết thơ hỏi thầy, trình cho thầy tu tập y như người mới học, nghĩa là tu luôn bốn pháp nữa nha. Tu luôn bốn pháp. Ở đây mấy con đang tu tập có một pháp duy nhất mà thôi, tức là nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là nhiếp tâm trong bước đi kinh hành của mấy con. Bây giờ nó không còn cái chánh niệm tỉnh giác nữa, mà đang nhiếp tâm. Rồi khi xả ra thì mấy con tu tập ở trên tứ chánh tầng, xả ra ngồi chơi mà có niệm nào thì mấy con cảm. Nhưng mà khi mà hết cái giờ mà ngồi chơi rồi thì mấy con lại tu tập nhiếp tâm ở trong hơi thở hoặc bước đi kinh hành của mình thôi. Đó là cách thức của mấy con hiện tu, chứ đâu phải là ngồi quán ngồi này kia đâu. Vào lớp học đó là mấy con tu định vô lậu quán đó, nhưng mà sự thật bây giờ nó không phải là quán nữa đâu. Nó phải như hồi mấy giờ tu mà ngồi đó tư duy quán, nào là thân bất tịnh nè, nào là quán, nào là răng nước miếng mồ hôi này kia bất tịnh nè, thì nó không phải quán như vậy. Nó không phải ngồi đó mà tư duy như vậy nữa, mà đây là trên cái lớp học mấy con học để mà mình tăng thêm cái sự hiểu biết của giới luật đức hạnh, để cho mình giữ gìn cái tâm của mình thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói nó vô lậu thì nói cái sự thật ra đây là một cái lớp học của lớp chánh kiến, để cho mình có cái chánh kiến ở trên những cái đức hạnh giới luật, để mình sống càng ngày cái tâm từ tâm bi của mình nó thể hiện nó tràn đầy ra, nó tràn đầy ra. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con nó trong cái giai đoạn này thì nó chỉ có duy nhất là cái pháp nhiếp tâm khi chưa an trú. Mà khi an trú thì mấy con phải biết cách thức an trú. Như hồi nãy an trú trước 30 phút thì mấy con bị không cần tự nhiên. Cho nên mấy con an trú từng 5 phút, 10 phút rồi lần lượt mấy con tăng lên. Nếu mà mấy con đã nhiếp tâm được ở trong 30 phút không niệm, rồi mấy con mới chuyển qua đây là giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm. Thì trong số mấy con có người an trú mà có người đang nhiếp tâm. Nhiếp tâm chưa xong thì không được an trú, nhiếp tâm xong rồi thì mới an trú. Cho nên không có tập tu pháp lung tung. Không có lá và tôi nhiếp tâm an trú, rồi lá và tôi tu thân hành niệm đi múa tay múa chân rồi này kia, không có làm cái chuyện đó nữa. Mà khi nào mà bị hôn tầm tùy miên thì tôi an trú ở trên cái chỗ ngồi không được, buộc lòng tôi phải đi kinh hành để mà tôi an trú, thì như vậy mới đi. Còn mấy con nhiếp tâm mà thấy hôn tầm tùy miên thì mình cũng nên đi kinh hành mà nhiếp tâm. Thì cái pháp nhiếp tâm là duy nhất, đi kinh hành chỉ là cái hình thức, cái hành động đi để cho nó động thân của mình, động dùng nó có ngủ mà thôi, chứ không phải cái mục đích chính là đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Như hồi mấy con tu tí Thọ Bát Quan Sát, các con hiểu chưa? Ở đây duy nhất mấy con chỉ có tu một pháp mà thôi, nhiếp tâm.
người nào an trú là an trú, nhưng đi kinh hành hoặc người kia nó không phải là pháp đi kinh hành, mà đi để đừng có ngủ. Có như vậy thì mấy con mới hiểu được cái tu mấy con, chứ không khéo mấy con nghĩ là tôi đi kinh hành là tôi cũng tu chính niệm tỉnh giác đây, rồi tôi dở gót lên đưa chân tới hạ chân xuống đây là tôi tu pháp không hành niệm. Không có phải tu chỉ đó, tại vì buồn ngủ quá tôi mới lấy cái pháp này ra tôi áp dụng, chứ mục đích là tôi nhiếp tâm chứ không phải là tôi tu cái này. Hiểu như vậy mấy con. Còn người ta mới vào người ta mới tu cái đó nữa chứ, ta quen với các pháp người ta chưa thở về người ta đâu có biết, đâu có biết pháp không hành niệm như thế nào. Bây giờ người ta quen để càng tập cho nó quen, người ta đâu có biết cái pháp thì năng lượng nghị lực như thế nào. Bây giờ mới dạy người ta quen. Còn giờ thì không, mấy con cũng đứng lên ngồi xuống hít thở năm hơi thở đi 10 bước sau đó tới giờ này mà còn tu cái này nữa thì thôi. Không có phải vậy. Nhưng khi mà mấy con tu cái này là tại vì mấy con buồn ngủ, mấy con hiểu chưa? Chứ không phải là mấy con tu bởi vì tu những cái pháp đó để chuẩn bị cho chúng ta gặp những cái gì khó khăn thì chúng ta mới lấy cái pháp đó là áp dụng để phá cái đó thôi, chứ không phải tu nó nữa. Nó hiểu như vậy thì mấy con mới biết là con đường tu tập ở đây nó có phương pháp thẳng ngoài. Người mới tu phải tu cái gì, người tu lâu mới tu cái gì. Bây giờ mấy con mới vô đây mấy con chưa có biết bốn cái pháp tu này như thế nào, mà giờ ngồi nhíp tâm nhíp tài thôi trời đất ơi, kiểu này chắc mấy con ở trên trời rớt xuống rồi. Trong khi buồn ngủ mấy con không biết mình dùng, không biết lấy cái pháp nào mà dùng nó mà để mà đánh cái buồn ngủ không bằng này cái việc thật chứ mấy con đâu biết. Nhưng mà khi mà nó có những cái sự đau đớn ở trong thân, mấy con chưa có biết được rèn luyện được cái nghị lực của mình, cho nên khi mà đau đớn như vậy thì mấy con chỉ còn có bọt vàng thôi, chứ mấy con đâu có nghị lực mà chịu nổi. Còn người ta có cái phương pháp rèn luyện nghị lực, cho nên trước khó khăn chúng ta bình thường, chúng ta không sợ. Ở mục đích chúng ta đã tập luyện rồi. Còn bây giờ đi xong mấy con nhiếp tâm như thế này mà bỗng dưng cái bụng nó đau quá trời như thế này đi, thì lúc bây giờ mấy con biết cái gì giờ nhiếp nữa được không? Đâu có bao giờ được. Cho nên người ta có những cái phương pháp để người ta làm chủ được những cái đau đớn này, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn bằng cái phương pháp đã rèn luyện được cái nghị lực. Ta có gan dạ, còn không khéo mấy con chưa có nghị lực thì mấy con chỉ khi mà gặp cái thảm thọ mà quá ngặt nghèo thì mấy con chỉ còn có bò mà thôi, chứ còn cách nào mà ta thắng được. Ai cũng nói có nghị lực nhưng mà không rèn luyện nghị lực, không có chịu những cái khó khăn thì tinh thần của chúng ta lúc bây giờ nó phải bị dao động mất đi. Còn chúng ta đã rèn luyện được những ở trong cái khó khăn, cho nên lúc mà gặp khó khăn thì tinh thần chúng ta không dao động, không dao động. Do đó chúng ta phải tập luyện. Cho nên người mới thì tu pháp nào và trong một thời một ngày đêm phải tu những cái pháp gì. Còn người mà đang tu tập như mấy con là đang tập có một pháp duy nhất nhiếp tâm, rồi an trú, rồi mới đi qua tứ niệm xứ. Đó là các con không có còn tu nhiều lúng túng nữa, nhưng mà nó hiện ra cái tướng trạng gì thì mới còn có pháp thắng hết. Như vậy mới con mới biết áp dụng vào cái phương pháp tu tập từ lâu tới giờ để sử dụng vào những cái chướng ngại của thân tâm mình, để cho mình đạt được cái mức nhiếp tâm của mình trọn vẹn. Hôm nay thầy nói gì chắc có lẽ là mấy con hiểu hết rồi chứ gì. Thật ra ghi nhớ những cái điều này thì cái sự tu tập của mấy con sẽ không có sai, chứ không khéo nó sai. Nhưng có nhiều người bây giờ mà còn viết cho thầy rằng tôi tu pháp thân hành niệm 30 phút, rồi tôi tu đứng lên ngồi xuống 10 bước 5 hơi thở, rồi còn ngồi quán vô lậu, rồi còn viết bài hay đó. Thôi tới giờ này mà mấy con còn tu, cái người mới vô học à, học rồi thì thôi chứ không lẽ bây giờ học lớp 1 rồi cứ ngồi đó A, B, C hoài chứ sao. Bây giờ lớp chữ đọc được rồi mà bây giờ còn học A, B, N, M thì như vậy làm sao bây giờ đấy, không có lên được. Cứ ngồi đó học hoài bao nhiêu đó sao. Mà bây giờ đọc báo được nè, đọc sách được nè, làm toán được nè, cộng trừ nhân chia thông suốt hết rồi mà giờ còn A, B, C, N, M. Sao đất ơi, học như vậy, học trò lớp 1 hoài gì sao được. Cái lớp nào mình đi qua rồi thì cái lớp đó không có học lại nữa, không có tu tập lại nữa, mà cứ tiến tới mà tu tập. Như vậy cái chương trình học tập tu tập chúng ta có phương pháp có hỏi chứ, chứ đâu lý nào mà không. Nói thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con biết cách thức mà tu tập cho nó đúng.
bây giờ để thầy để thầy trả lại cho mấy con cái này kim quang con. Con có câu hỏi như vậy, ở đây chuyển hướng cho con. Con có một câu hỏi như vậy, vấn đề tu tập, khi mà thầy cũng sẽ trả lời cho con. Đây là một cái người mà bệnh tật, mà họ thấy rằng sống thì mọi người khác người ta rất là khổ, người ta phải chăm sóc bệnh tật của mình. Cho nên cái người này muốn tự tử, như vậy là muốn tự mình làm cho mình chết. Thì con hỏi thầy thì cho nó rõ cái vấn đề đó đúng hay là sai. Cái người muốn tự tử đó thì thật, cái người mà muốn tự tử đó là người số nghiệp. Cái nghiệp của mình sinh ra mình bệnh đau là do cái nghiệp nhân quả của đời trước của mình. Mình sẵn sàng vui lòng để chấp nhận cái sự đau, và đồng thời những cái người chăm sóc với mình là những người cộng nghiệp, họ phải trả. Chứ đâu phải là vì mình mà họ chịu khổ đó đâu, nhưng vì cộng nghiệp của đời trước. Ví dụ như bây giờ đó, họ đời trước họ giết con heo, mấy người kia xứng nhau lại cũng cắt lùi cắt thịt này kia đem về ăn, có phải không? Họ bây giờ đó họ lấy dao họ đâm chết con heo, thì mấy người kia bắt ngồi nước lên mà tạo lâm, có hiểu không? Thì mấy người đó bây giờ chăm sóc cái người bệnh này là phải ở nhân quả, nên mình vui vẻ mà chấp nhận chứ đừng có tự tử. Tự tử là hèn nhát, nhưng mà tự tử rồi chết nghiệp này qua nghiệp khác, nó là cũng là sanh lên là một con người bệnh tật. Nghĩa là cái người nào bệnh tật thôi, thì cái người đó sau này sanh lên con người cũng bệnh tật. Thầy nói ở trên đời này không có cái người nào mà chết không bệnh tật. Cho nên chúng ta mà sanh lên hôm nay mà có mặt mà ngồi đây là những người bệnh tật, những người chết cũng bệnh tật. Mấy con có nghĩ đúng không? Cho nên cái thân của mấy con là cái thân bệnh tật. Chừng nào mấy con chết mà không bệnh tật á, nghĩa là muốn chết hồi nào chết là chết không bệnh tật gì, thì chắc chắn là mấy con không có cái thân này. Mấy con hiểu gì hết chưa? Đã có thân này là có nghiệp, là có bệnh tật, là có những cái điều ác, chứ đâu có điều thiện. Còn người ta người tu hành mà người ta không bệnh tật mà người ta chết thì người ta phải chết trong tự tại rồi, thì dễ dàng sao người ta có thân này. Mấy con hiểu chưa? Cho nên nó đâu có tương ưng mà không làm cho con người nữa. Cho nên người ta hoàn toàn là ở đây mà chúng ta không khéo rồi mai mốt nó bán thân hoặc là đứt mạch máu não rồi này kia nó đau nhất thì nó mới chết á, thì mấy con cũng không làm người nữa, không có tạo cho nó. Cho nên cái mục đích của đạo Phật là chúng ta biết là tả nghiệp, vui vẻ tả nghiệp về thương cái người này. Cái bệnh nan y là cái bệnh mà không có thuốc trị rồi, thì chỉ bây giờ đó mà muốn để mà chuyển cái nghiệp của người này mà cho cái bệnh nan y này nó hết, thì nên sống phải giữ gìn năm giới cho cẩn thận, đừng có vi phạm. Thì nói thôi giờ tôi sắp sửa chết và nan y rồi, mua thịt cá cho tôi ăn là trên nhiều lần cho tôi chết nữa không, không tốt. Đừng có nghĩ như vậy, mà nên ăn chay, nên ăn thực phẩm, thực vật, chứ đừng có động vật nữa. Bởi vì chính động vật mà cái thân này phải chịu lăn lộn với trên cái bệnh nan y này khổ đau. Cho nên cứ ăn chay đi, rồi sống đúng năm giới, bởi vì cái người cư sĩ mà sống đúng năm giới, rồi nỗ lực tu tập theo cái pháp như lý tác ý đủ vậy, nan y gì nó cũng ra hết, nan y gì nó cũng đủ chạy hết. Đừng có sợ hãi, bởi vì có thân là phải có bệnh, có bệnh thì phải có khổ, chứ không có cái gì mà không mà sợ hãi, không phải cho mạnh mẽ. Cho nên vì vậy đừng có sợ cái gì hết. Bây giờ thầy nói bây giờ một cái người mà bệnh gì đi nữa mà đã tin vào Phật pháp rồi, thì cái người đó cũng sẽ đẩy lui được cái bệnh. Khi mà người ta ăn chay rồi thì đó là người ta chuyển được cái nghiệp chất yếu của người ta rồi. Còn mình cứ ăn thịt cá, thịt chín xanh thì cái nghiệp yếu tử của mình nó trần lên. Cho nên con về mà khuyên lại trong cái người bệnh đau đừng có nên tự tử, mà phải nên sống cho đúng những thiện pháp. Để đời nó đầy sống là thiện pháp thì đời sau nó sẽ phát sinh lên, nó cũng lập thiện pháp mà sống, không có ở trong ác pháp, không có ở trong cái khổ.
À, nói chung là về cái vấn đề thuốc á, thì thầy thấy là không nên uống mà mình nên tu tập, nên rèn luyện về cái phương pháp tu tập để đẩy lui cái bệnh của mình thôi. Cái bệnh không nên uống gì hết, phải nỗ lực, phải nỗ lực tập luyện. Bây giờ trong cái giai đoạn này thì bây giờ thì thay vì con làm người con bị bệnh, vì mình đau rất khó khăn, thì thầy thiết nghĩ con phải tập dựng cái hơi thở của mình, nhiếp tâm an trú để rồi đẩy lui dần thôi. Coi như là con không phải nhiếp tâm an trú để đi vào trí một trí được, mà nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh. Còn vị trí thời gì sao như những người ta nhiếp tâm an trú để đi vào trí một trí là gì, người ta sống cái đời sống người ta đã buông sẵn, hiểu chưa? Còn con thì chưa có buông sẵn bị gì bệnh thôi. Cho nên vì vậy đó thì con không nên cầm cái thuốc đó mà nên nhiếp tâm, tập nhiếp tâm trong hơi thở của mình, an trú cho được trong hơi thở của mình thì bệnh gì trong bệnh lưu của mình, nghĩa là cái người bệnh đó thì con sẽ đẩy lưu được hết, không có bệnh nào mà không đẩy lưu được. Con tin rằng Phật pháp rất là thần diệu, nó chỉ giúp chúng ta làm chủ được sinh già bệnh chết chứ mà. Con có nghe cái đạo Phật làm chủ sinh già, sanh già bệnh chết, nó cũng bốn cái đau khổ của kiếp người. Mà bệnh mà bây giờ thân mình có bệnh thì nó phải làm chủ chứ, thì làm chủ bằng cái phương pháp nào? Bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, bằng cái thức tỉnh của mình. Mà mình tỉnh tức là mình nhiếp tâm ở trong cái hơi thở, nhiếp hơi thở ra vô là tỉnh, con hiểu không? Đó. Mà bây giờ giác là để đuổi cái bệnh đó, tỉnh giác rồi mới đuổi cái bệnh, thì do đó con tác ý con đuổi bệnh, con hiểu chưa? Mình tỉnh giác được ở trong hơi thở tức là nhiếp tâm được trong hơi thở, an trú được trong hơi thở rồi thì bệnh nào cũng đẩy lui ra được, nghĩa là cũng đối trị được cái bệnh đó hết. Bệnh ngặt nghèo, bệnh thế kỷ gì cũng đi hết, bệnh thuốc viện viện lạc gì cũng đi, nghĩa là nói chung là bệnh viện à, thuốc lá thuốc viện rượu chè gì là cũng đi hết. Ở đây à, con viện thuốc viện rượu đi à, con chỉ cần tác ý một cái câu tác ý và nhiếp tâm ở trong hơi thở thì cái cơn viện con nó sẽ qua hết, không có bị gì. Ở đây Phật pháp rất là duy diệu, Đức Phật đề ra một cái phương pháp để chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta, sanh già bệnh chết. Thì bây giờ con hoặc là một cái người thân của con đang ở trong cái bệnh, tức là ở trong bốn cái khổ, mà bệnh là một cái khổ trong bốn tháng, thì bây giờ mình phải tập pháp nào để cho mình đối trị được cái khổ của mình, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà ráng nỗ lực đi, chết bỏ nhất định là phải tu tập theo Phật pháp mình thôi. Nó thì như vậy thôi, thì con sẽ hết bệnh chứ không, con sẽ giờ cái người bệnh sẽ hết bệnh chứ không có sợ hãi gì hết. Thì gan dạ đừng có sợ hãi, ai là cũng một lần chết, ai cũng có thân có bệnh chứ ai mà không bệnh. Nhưng mà mình theo Phật giáo rồi thì bệnh là một điều mình đuổi ra khỏi thân, không có sợ, phải đuổi cho được bằng được, bởi vì Phật đã làm được, chư thánh tăng đã làm được. Bây giờ ngay cả cái hiện trong cái thời hiện tại của chúng ta là thầy là một con người trong cái hiện đại mà đã đuổi được bệnh, thì nếu con cũng làm được chứ đâu phải, chứ không phải là thầy mà chuyên làm gia sách đâu. Các con cứ giờ đi, các con thấy thầy cũng bằng thịt bằng xương như mọi người, cũng ăn cũng uống như mọi người, cũng giống như nhau hết, thì lý đâu mà thầy làm được mà các con làm được? Chứ phải chi mà giờ thầy á bằng xương của thầy bằng đồng, da của thầy bằng sắt, thì thầy làm được thì mấy con không làm được thì phải, thầy khác mấy con, còn thầy với mấy con y như nhau, con hiểu không? Cho nên thầy làm được chắc chắn mấy con làm được. Thì như vậy thì cái sự làm chủ nó không phải là khó đâu, chỉ có chuyên cần tập luyện trong một tháng hai tháng là con sẽ làm chủ được bệnh của mình, hiểu được. Sáng cố gắng tự còn trẻ thì phải chiến thắng tận cùng, đừng có đầu hàng trước những cái khó khăn. Cho nên vì vậy mà hãy nỗ lực tu tập. Rồi khi mà tu tập làm chủ được bệnh rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con làm chủ được tâm, làm chủ được khi mình già tản, làm chủ được khi mình chết, muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết. Con thấy đạo Phật là thực tế như vậy, phải ráng về tu tập. Thưa thầy, nhiếp đạo thì con nhiếp ít là nhiếp ít này, nhiếp ít mà mục đích nhiếp tâm của con là mục đích mà đuổi bệnh. Nghĩa là ví dụ thay vì hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít thở ra,
thì con nhắc như vậy. Thì các con đuổi bệnh thì các con sẽ nói cái bệnh gì của thân con nè, thì con nói nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra. Thì hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, thì đó là nhức ở trong hơi thở. Còn bệnh đau này phải theo hơi thở mà ra thì con thở ra. Bệnh đau này phải theo hơi thở, bệnh đau không không bệnh này phải theo hơi thở vô mà vô, thì cái không không bệnh thì con hít vô, con tắt ý rồi con thở ra, thì con tắt ý con hít vô. Hoặc là con tắt ý hai câu, hai câu cái thân bệnh đau này theo hơi thở mà ra, và cái thân không bệnh này theo hơi thở mà ra, thì con hít thở ra và hít vô, rồi con tắt ý nữa, chúng ta thử vô. Trước cái thời gian viết tâm là thời gian bị bệnh, chứ không phải viết thường như cái người mà hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi thôi. Bởi vì cái thân bệnh là cái thân đang ngặt nghèo, đang ngặt nghèo, đang chiến đấu trực diện với cái vật sinh tử, thì mình phải sử dụng cái câu tác ý đó. Con sẽ về con ghi lại cái câu tác ý cho thuộc, rồi lúc nào cũng nhắc cái câu đó mà thôi. Thân bệnh gì theo cái hơi thở này mà ra, và thân không bệnh theo cái hơi thở này mà vào. Con nhắc như vậy rồi hít vô thở ra. Mình chỉ cần biết cái hơi thở ra vô một cách nhẹ nhàng chứ không phải tập trung nhiều thôi. Bởi vì con tập trung nhiều nó mới sang lại thôi. Mình chỉ nhắc vậy rồi cái mình thở ra thở vô, rồi mình nhắc nữa mình thở. Mình chú ý ở trên cái câu tác ý là quan trọng. Còn cái hơi thở ra vô thì nó không phải cần quan trọng lắm. Cho nên đừng có tập trung ở trong hơi thở nhiều, mà tập trung trong cái lời tác ý đó nhiều, nó thành cái nội lực biểu định. Rồi con về. Con xin kính lễ thầy. Cái thầy nào mà tôi khó thì cái thầy đó con biết thành trực thật sự. Còn cái thầy nào dễ thì nhẹ nhàng thôi. Mình phải nguyên mạnh, khéo léo mà. Ví dụ như con chia làm mỗi lần mình tôi tập luyện 5 phút. Nhưng mình khéo léo, mình biết cái thầy đó nó hơi dễ bị người nói hoặc là bị hơi cầm, thì mình thường mình để ý trong cái thầy tu của mình. Một ngày một đêm tu qua rồi là con sẽ biết cái thầy nào khó mà thầy nào dễ, mà cái thầy khó là mình cảnh giác, mình nhắc cẩn thận cái thầy này là cái thầy khó này, do đó con sẽ cảnh giác cẩn thận thì nó sẽ vượt qua được. Nhớ kỹ, tập kỹ lưỡng cẩn thận những ngày thì nó sẽ thường nó quen đi thì nó sẽ tốt. Cái gì cũng tình thương thầy. Chính thưa thầy, như theo thói quen là con số thứ 10 vậy, 10 hơi thở là con tắt ý một lần. Như vậy như nó cách sai không thầy? 10 hơi thở tắt ý một lần là tất nhiên là 1 phút đó, là từ hồi giờ con cứ tập lại mà nó ba cái thời là kia là nó bình thường lắm, nó khỏe. Mà cái dưới đó đầu hôm á, cái là cái thời 7 giờ đến 10 giờ cái thời đó là nó hơi khó, chứ còn ba thời kia là con ngồi cả tiếng đồng hồ rồi con cũng được, nhưng mà có điều kiện là cái thời khó nó là phải tác ý liên tục. Bởi vì mình biết nó khó là mình phải dẫn tâm nó bằng cái tác ý liên tục. Bởi vì nói chung là như thế này, nó cần lưu ý với họ. Bởi vì cái câu tác ý nó quan trọng là vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng cái chỗ mình tập trung ức chế. Nếu con quen rồi đó, thì nếu con ví dụ mình tác ý một lần rồi cái mình hít thở 50 hơi thở, đó là mình tập trung ức chế. Còn tập còn mình nhắc tâm mình á, khi nào mình an trú thì mình mới tác ý một lần rồi mình hít thở 50 hơi thở, đó là mình tập an trú. Còn bây giờ tập nhiếp tâm á là như thế này. Mình tác ý từng cái hành động của cái hơi thở, hít vô tôi biết hít vô thở ra, biết hơi thở ra rồi hít vô thở ra, thì tác ý nữa, hít vô tôi biết hít vô thở ra, tôi biết hơi thở ra rồi tác ý nữa, cứ hít vô thở ra tác ý, hít vô thở ra tác ý. Như thầy hôm đó thầy dạy đó, hít thở đó là mình tác ý ngắn, còn mình tác ý dài á là mình tác ý như một câu, nghe các con hiểu chưa? Như dài, còn không á thì mình tác ý ngắn. Bắt đầu mình tắt ý câu dài, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi hít thở, hít thở, hít thở, mình nói hít thì mình hít, thở mình thở, đó là tắt ý ngắn, nhưng mà vẫn có tiền cho câu tắt ý hết, thì gọi là nhiếp tâm bằng câu tắt ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng ức chế tâm. Cho nên mấy con sai được cái chỗ mấy con, nhiếp tâm sai là tại vì mấy con không có dùng cái câu tắt ý. Mà mấy con lại tắt ý lần, rồi thí dụ hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra, rồi bắt đầu mấy con mới
hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra mà không đắc ý, cứ chú ý hơi thở, tức là dùng cái hơi thở đó để mà ức chế cái tâm của mình. Còn cái này người ta dùng cái ý thức nó hoạt động để cho nó không có niệm, tại vì nó hoạt động nó tắc ý mà. Các con hiểu chưa? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, là cái ý thức của mấy con tắc ý nói ra đó. Thì do đó mấy con dẫn cái chỗ mà nó đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, bằng cái ý thức nó nói cái khác, nó nói cái chỗ mà nó nhiếp. Con hiểu chưa? Cho nên vậy mà con nhiếp tâm. Thật sự ra thì mấy con biết đó, thì cái con nhiếp tâm nó dễ lắm, nó không khó, bởi vì nhiếp tâm bằng cái câu tắc ý chứ không phải bằng sự tập trung. Còn bằng tập trung á thì mấy con tắc ý lần rồi bắt đầu nhiếp và cứ chú ý hơi đập. Thì từ xưa đến hôm nay thì người ta tu cái điều đó là người ta đã tu sai, cho nên người ta mới đẻ ra lục dị pháp môn sổ tùy chỉ á, các con hiểu không? Cho nên tùy là người ta để nhiếp hơi thở ra vô ra vô ra vô thôi. À, còn chỉ là người ta dùng cái số lý 1, 2, 3, 4 để tập trung ở trong cái hơi thở để mà đếm, để mà cho nó đừng lộn thôi. Đó là cách thức tu tập từ xưa. Còn bây giờ chúng ta lại nghiên cứu qua cái định niệm hơi thở thì Đức Phật có ý câu tác ý, nhưng mà người ta không hiểu, bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Như vậy rõ ràng là cái ý, cho nên khi mà dạy qua cái định niệm hơi thở, Đức Phật mới có những cái đề mục tác ý, các con nghe. Nhưng mà người ta lại hiểu qua cái nghĩa khác, à, được Phật dạy vậy chứ ngầm là chắc có lẽ là không có, mình không có nói ra, không có nghĩ ra, nhưng mà biết hơi thở ra vô, người ta nghĩ rằng chỉ cần biết hơi thở ra vô, cho nên đọc vào mình Đức Phật nói biết vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết hơi thở ra, thì chắc có lẽ là Đức Phật dạy mình chỉ cần biết hơi thở ra vô thôi, chứ không phải là tác ý. Nhưng mà tại vì người ta không đọc qua cái kinh Pháp Cú, cho nên người ta không biết cái chỗ mà cái lời đó là cái phương pháp như lý tác ý. Các con hiểu cái sai của người kia, người ta hiểu một cách lệch lạc của Phật giáo như vậy đó. Cho nên hôm nay thì dập ra cái sai của cái người hiểu sai. Cho nên cái tu pháp như vậy là thuộc về là ức chế tâm, ức chế tâm. Còn đạo Phật dạy chúng ta không phải ức chế tâm, mà bằng cái pháp dẫn tâm, dẫn tâm vào đạo mà. Cho nên vì vậy chúng ta mới dùng cái pháp như lý tác ý mà chúng ta dẫn. Nhưng đó là cái giai đoạn đầu để nhiếp tâm, còn giai đoạn sau để an trú thì chúng ta không dẫn, tại vì nó quen rồi. Nó quen rồi cho nên chúng ta chỉ để tự nhiên vì vậy mà nó quen đi. Nó tự nhiên nó biết hơi thở ra vô, chứ nó không phải dụng hơi thở để mà ức chế cái tâm không vọng tưởng. Nó an trú mà. Cho nên do đó thì con tu tập nó trở lại cho nó cẩn thận cho đúng pháp mà. Chứ không khéo con có ý lần nữa tụi con tu biết 5 phút lua một loạt thì không có ý nữa. Thì đó là con tu theo kiểu đông độ, theo thiền lục dị pháp môn thì tích á, con hiểu không? Cho nên sửa lại con để không nó sai pháp, thì sau này có an trú nó bị ức chế tâm, nó không đúng. Thầy chỉ là cho cái thời khó là nó khó, còn mấy ba thời kia thì nó thì đấy nó dễ đó, nhưng mà tự đạo ra không được, phải tu nhất tâm là phải đúng pháp nhất tâm. Và cái chừng an trú rồi thầy mới dạy, coi như là con cái kiểu mà con tu này giống như người ta an trú. Còn cái thời kia khó lắm, tại vì nó ngó đi, bởi vì nó mới có cái chuyện khó của con. Con hiểu không? Cho nên con tập lại đi, tập lại nhất cho kỹ rồi con. Nó là cũng bởi vì nói chung là thầy biết rằng mấy con sẽ chịu ảnh hưởng của cái sai của pháp của từ xưa đến giờ, chứ không phải là mới bây giờ đâu. Nó thuộc về ảnh hưởng lắm đó mấy con, coi vậy chứ nó tiền thừa vào cái tư tưởng chúng ta, nó thấm. Mà nếu mà thật sự thầy không lật ngược trở lại thì ngàn đời là chúng ta sẽ bị chặt hết. Nếu mà thầy không kiểm tra, thầy để mấy con tu rồi mấy con sẽ nhíp vậy đó, không biết làm sao mấy con nhíp cứng được đó đâu. Thầy biết là nó ăn sâu vào cái tư tưởng chúng ta ghê gớm, từng cái pháp tu tập mà của các tổ để lại nó đã ăn sâu với chúng ta nhiều, cho nên sửa lại là một cái vấn đề rất khó. Mà hôm nay vì mấy con có cái niềm tin ở thầy, thầy mới dám thẳng thắn nói, chứ còn thật sự khó lắm chứ không phải dễ mà cỡ mở trong cái tư tưởng thôi đâu. Cũng như bây giờ thầy nói người ta cúng bái đốt nhang đốt đèn này kia đó là mê tín, nhưng mà sự thật đâu có nói chuyện thầy nói chứ họ đâu có bỏ hả? Bà con này chết đi giết thầy chùa tụng kinh ung thùm tại đó hết, thầy nó có linh hồn đâu mà cầu, thế mà họ vẫn làm. Thì chúng ta không biết ăn sâu vào cái tư tưởng ghê lắm, từ cái pháp môn tu rồi đến cái tư tưởng chúng ta hiểu cái đó, nó truyền thống một cách lâu đời hết. Bây giờ mới dập phá nó đâu phải là một chuyện dễ đâu. Từ khi mà thầy nói ra thì thiên hạ họ bật ngửa ra hết,
mấy cái thứ giới tưởng, rồi cái người họ hỏi thế này, vậy thì không có linh hồn lấy cái gì đi đầu thai. Sau đó con họ còn nói cái chuyện không có linh hồn lấy đi đầu thai, mà không có linh hồn, không có cái Phật tánh thì chúng ta tu làm gì đây? Nó không có gì hết tu làm gì. Trời đất ơi, họ hiểu một cách lạ lùng ghê gớm lắm, bởi vì họ nghĩ là phải có một cái gì đó ở trong thân này, phải có cái gì thường lắm, thường là chết cái thân này chứ cái đó không có chết, nó còn hoài hoài. Rồi nó tiếp tục nó chui vô bào thai này ra, nó không ngờ trong cái bào thai đã có cái biết ở trong đó rồi chui ra, cái biết nó đánh lộn là sao? Cái linh hồn này nó đánh lộn cái linh hồn của cái bào thai gì đó. Đó, cho nên có nhiều người hỏi rằng những cái tuyệt thầy nói thiệt, đúng là con người đang ngớ ngẩn thiệt chứ đâu phải. Họ hiểu cách ngớ ngẩn, tại vì họ không hiểu, họ cứ bị ảnh hưởng của từ xưa đến giờ, tin cho họ bằng cái hiểu như vậy. Cho nên trong lúc này mấy con cũng nên sửa lại những cái phương pháp tu con, để mà tu cho đúng pháp, cho không thế nó cạn một cái. Khi mà nhiếp tâm mà thì phải nhiếp bằng phương pháp như lý đắc ý, mà an trú tâm thì lần lượt đó như là tại vì nó đã thường quen với cái sự nhiếp bằng cái phương pháp rồi, cho nên an trú nó không còn bị ức chế. Chứ không khéo tới dần an trú mấy con lại bắt đầu bây giờ nó cứ nó ở trên hơi thở mà tập trung gom hơi thở, phát ý một lần á, an trú bây giờ tôi làm 30 phút, nhưng mà sự thật ra mình đang ức chế mà nó không an trú thật sự mà ức chế. Mà khi mà thấy tôi không dụng tâm ức chế nữa, sợ bây giờ thôi nó ngon quá thì giọt tâm tưởng rồi, có ai nó rơi tâm tưởng. Em mấy con tưởng là nhiếp được ha, nó không phải, nó lọt tâm tưởng, nó xuất tưởng như là thì coi ngồi nó an ổn quá chừng, nó không ngon toàn thì nhiên ngon quá, nhưng mình lọt ở trong cái tưởng rồi đó. Thì tưởng thì nó là xuất tưởng như là nó là gì lạ, mà nếu mà không thì nó lọt trong cái tưởng gọi là xuất tưởng khổ lạc. Nó có những cái trạng thái khổ, bây giờ lát nữa thân nó ngộ cái nhắc rồi đó thôi, bây giờ nó lạc quá rồi bây giờ thì bây giờ mấy con sẽ thọ khổ, khổ là khổ là thọ. Cho nên tất cả những cái này đều có thể trải qua là bị dị tưởng hết, ức chế tâm là bị dị tưởng. Còn cho con thấy cái ý thức của chúng ta dẫn nó đâu có phải ức chế cái ý thức đâu, con hiểu không? Do đó khi mà chúng ta điều khiển để chết cái đang trú rồi thì ý thức dẫn cảnh thức đàng hoàng chứ nó đâu có bị tưởng, con hiểu không? Còn bây giờ mình quen với ý thức ức chế nó rồi thì khi mình nhiếp vô rồi mà an trú mình ta ý một lần đó là mình bị ức chế nó rồi, rất là cái sự tập trung của mình. Cho nên mấy đầu mấy con mới nhức đầu hoặc là tăng thần kinh rồi là mấy con quá sức tập trung, cho nên sửa sai lại trước con thì thầy tin rằng mấy con sẽ làm được, không có gì cả. Mà nó hơi mất công, mấy con thấy cực quá, các ý là ngồi đó xuống quá thầy nó xuống hơi thở ra vô nhưng mà nó sai mấy con, cho nên mấy con chịu khó ở các ý nghe nó cực khổ quá, nó không ai chú chút nào, nó cực quá chú các ý hoài nữa. Hít vô tôi biết tôi vô thở ra, biết thở ra lưỡi vô thở. Mà trước 30 phút nghe nó ngập ngàn ghê á. Chứ thầy đất ơi, muốn đi thì phải tự chứ sao, muốn xuống thì làm sao mà được. Thôi hiểu không? Tập thì nó phải chịu cực khổ thôi thôi. Ráng mà tập cho đúng pháp thì thầy tin rằng mấy con sẽ tu tập tới nơi tới chốn rất là tốt. Bởi vì coi như là cái nhiếp tâm của các con bây giờ nó hoàn toàn nó được cái điều kiện tốt, thì mấy con dùng cái câu phát ý thêm nữa thì chắc chắn là nó sẽ không có cái thầy xấu đâu. Con sẽ tập lại đi kỹ đi, rồi con sẽ tăng lên được, không có gì đâu con. Con xin kính ghi ơn đức của thầy, con sẽ cố gắng. Cố gắng đi con. Xin chào, cảm ơn thầy.